Trong động thái được mô tả là nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp, nhà chức trách Đức đã ban bố một loạt biện pháp kiểm soát dọc biên giới với Ba Lan và Cộng hòa Séc, bao gồm tăng cường cảnh sát tuần tra các khu vực thường xuyên ghi nhận vượt biên. Nỗ lực thắt chặt kiểm soát biên giới được đưa ra khi tranh cãi nổ ra giữa Berlin và Warsaw xung quanh bê bối liên quan đến tình trạng hối lộ thị thực của người di cư ở Ba Lan. Cuối tuần trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thúc giục Ba Lan làm sáng tỏ các cáo buộc. Tôi không muốn Ba Lan cứ đơn giản là vẫy tay chào người di cư rồi sau đó lại thảo luận về chính sách tị nạn của chúng tôi, ông Scholz nói. Đáp lại tuyên bố của ông Scholz, Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Ziobro chỉ trích đó nỗ lực can thiệp công việc nội bộ của Ba Lan và hối thúc nhà lãnh đạo Đức kiềm chế các phát ngôn làm tổn hại quan hệ song phương. Chính phủ Đức sau đó ra một phát ngôn khác nhấn mạnh họ sẽ tiếp tục gây áp lực. Đức nằm ở trung tâm Liên minh châu Âu, EU, và phụ thuộc vào các quốc gia láng giềng trong việc ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm 2023, Đức ghi nhận hơn 204.000 đơn xin tị nạn, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2022, bên cạnh hơn 1 triệu người tị nạn Ukraine khác đã đến Đức sau khi xung đột nổ ra hồi năm ngoái. Số liệu của cảnh sát Đức cho thấy 70.000 người đã nhập cảnh trái phép vào Đức, tăng gần 60% so với cách đây một năm. Berlin cho rằng, một phần nguyên nhân là do các nước chưa hành động đủ mạnh mẽ để ngăn nạn buôn người. Trước động thái mới nhất, Đức chỉ áp dụng các biện pháp kiểm soát cố định tại biên giới với Áo do tác động của cuộc khủng hoảng di cư nổ ra giai đoạn năm 2015 đến năm 2016. Bộ Nội vụ Đức khẳng định họ sẽ kiểm soát biên giới với sự hợp tác của Ba Lan và Cộng hòa Séc, bên cạnh các biện pháp khác nhằm kiềm chế tội phạm buôn người. Tuy nhiên, bất đồng giữa Warsaw và Berlin được dự báo là có thể khiến hợp tác không suôn sẻ. Theo giới chuyên gia, hầu hết người di cư trái phép tỏa ra châu Âu từ khu vực phía nam tiếp giáp biển, trên các tuyến đường bị những kẻ tội phạm buôn người lợi dụng. Cuộc khủng hoảng kinh tế cùng làn sóng bất ổn chính trị lan rộng ở châu Phi khiến số lượng người dân tìm cách di cư sang các nước EU tăng nhanh, với Italia, quốc gia sở hữu một số đảo trên Địa Trung Hải, là một trong những điểm đến ưa thích. Số liệu công bố tuần trước của nhà chức trách Italia xác nhận, hơn 126.000 người di cư đã tiến vào biên giới nước này tính từ đầu năm 2023, gấp đôi con số được ghi nhận cùng kỳ năm 2022. Hòn đảo Lampedusa của Italia trên Địa Trung Hải gần đây tiếp nhận hàng trăm con thuyền chật ních người di cư từ châu Phi, bao gồm 7.000 người trên 122 thuyền chỉ trong tuần gần nhất, nhiều hơn dân số thường trú trên đảo. Không muốn trở thành trại tị nạn của châu Âu, Italia yêu cầu các nước EU chia sẻ gánh nặng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, EC, von der Leyen thừa nhận, di cư bất thường là một thách thức của châu Âu và nó cần một câu trả lời chung. Bà kêu gọi các thành viên EU tự nguyện tiếp nhận người di cư giúp Italia. Thế nhưng các nước vẫn chưa thể thống nhất về hạn ngạch và cách thức điều tiết dòng người di cư.